xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng đến với tin nhanh của Tiền Phong TV và như thường lệ sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình người đàn ông đột ngột tử vong khi đang chạy bộ bác sĩ cảnh báo vụ giết hại ở sông Hồng thiếu tướng công an làm rõ các thông tin gây xôn xao mạng xã hội Hezbollah mạnh cỡ nào mà khiến Israel dè chừng Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Mới đây, sau khi uống sữa bột, hai người trong cùng một gia đình ngụ tại Tiền Giang đã tử vong, một người nguy kịch. Tại bệnh viện trợ giấy, bệnh nhân đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là ngộ độc cấp dẫn đến suy đa tạng liên quan đến sữa bột. Sau 12 giờ cấp cứu tích cực, chiều 16 tháng 10, bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn. Các chỉ số sinh hiệu hồi phục tốt tuy nhiên đến nay các bác sĩ chưa thể xác định được chất độc bệnh nhân đã uống phải trong sữa bột là chất gì cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có văn bản đề nghị sở y tế tỉnh tiền giang khẩn trương phối hợp với cơ quan quản lý sản phẩm này ở địa phương để tiến hành truy xuất nguồn gốc sản phẩm kiểm tra cơ sở sản xuất và dừng việc lưu thông sản phẩm lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm đình chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm sữa nghi ngờ ngộ độc nếu phát hiện và công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tối ngày 16 tháng 10, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, vào 15 giờ ngày 16 tháng 10, trong khi san ủi mặt bằng để xây thêm lớp học tại khuôn viên trường tiểu học số 1 Bảo Hà, công nhân vận hành máy xúc đã bất ngờ phát hiện quả bom chưa nổ, vùi sâu trong ta luy dương, cách mặt đất khoảng 4 m phía ngòi nổ nhô ra khỏi vách ta lui chừng 0,3 m Nhận được tin báo. Liên quan đến thông tin học sinh trường tiểu học Thành Công B, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán chú, hiệu trưởng nhà trường cho biết có 10 học sinh phải đến bệnh viện để thăm khám và theo dõi sức khỏe. Cũng theo bà Phạm Minh Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Thành Công B, ngay sau khi học sinh có hiện tượng đau bụng, đi ngoài, được gia đình đưa đi khám ở các bệnh viện nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Ba Đình, công ty cung cấp suất ăn bán chú để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc nếu có. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây sự cố mất an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán chú. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Việt Sinh là đơn vị cung cấp thực phẩm và chế biến suất ăn cho nhà trường. Trao đổi với phóng viên, đại diện công ty cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã cử người phối hợp với nhà trường, cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân khiến học sinh bị đau bụng đi ngoài. Mới đây, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang chạy bộ tại công viên Thanh Xuân, Hà Nội, bất ngờ ngã gục. Người xung quanh liền gọi cấp cứu, đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhưng không qua khỏi. Anh được xác định đã tử vong ngoại viện theo phó giáo sư tiến sĩ võ tường kha trưởng bộ môn y học thể thao trường đại học y dược đại học quốc gia hà nội các trường hợp đột tử sau khi gắng sức thường do hai lý do chính là đột quỵ tim và đột quỵ não để phòng ngừng tim đột ngột liên quan đến hoạt động thể thao các bác sĩ cho rằng cần phải có chiến lược rõ ràng cần kiểm tra sức khỏe tổng quát và kiểm tra thể lực sàng lọc các bệnh lý tim mạch hô hấp hệ vận động có các bài tập kế hoạch luyện tập, mức độ tập luyện phù hợp với mỗi tình trạng bệnh. Trước khi tập luyện thể dục thể thao cần khởi động kỹ, tập xong phải thả lỏng, hồi phục cơ. Cần bổ sung nước thường xuyên để tránh mất nước và các chất điện giải do mất mồ hôi. Tiếp theo đây là phần tin tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay. Ngày 16 tháng 10, công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ án giết người, phi tang thi thể tại khu vực Miếu Bản, xã Bát Tràng huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Tạ Duy Khanh sinh năm 1985, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là HNI sinh năm 2006, trú tại Ba Đình, Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, theo lời khai của đối tượng, Khanh quen biết nạn nhân N từ đầu năm 2023 và rất thân. Đối tượng cũng khai mâu thuẫn do việc cho nạn nhân vay 50 triệu đồng, nhiều lần đòi nhưng nạn nhân không trả. Tối mùng 10 tháng 10, Khanh đón nạn nhân ở sân bóng thôn Giang Cao đi ăn. Sau khi về nhà, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Do không đòi được tiền, Khanh dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, đây mới là lời khai ban đầu. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra và làm rõ. Trước một số thông tin cho rằng đối tượng nghiện ma túy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết quá trình xác minh đối tượng không nghiện và cũng chưa có tiền án tiền sự. Khanh là anh cả trong gia đình có ba anh chị em. Hiện đối tượng lên bắt chàng làm nghề mạ đồng cho bố mẹ và vợ ở đó. Tại căn hộ chung cư, đối tượng cũng không bay lắc như tin đồn trên mạng xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, tài liệu và lời khai của Khanh chưa thể hiện việc có người giúp sức Khanh trong vụ án này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra xem có đồng phạm hay không, đồng thời làm rõ có hay không những hành vi khác của hung thủ. Và để tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế thể thao đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Sau khi Hamas tấn công Israel, lực lượng Hezbollah của Liban xung đột với Israel ở khu vực biên giới trong mấy ngày qua, đánh dấu sự leo thang nguy hiểm nhất kể từ khi hai bên tham gia một cuộc chiến lớn năm 2006. Ngày 15 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết Israel không muốn có chiến tranh ở mặt trận phía Bắc và nếu Hezbollah kiềm chế thì Israel cũng sẽ giữ nguyên tình hình dọc biên giới. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran thành lập Hezbollah vào năm 1982. Hezbollah vươn lên từ một nhóm hoạt động trong bóng tối thành lực lượng vũ trang mạnh mẽ, có quyền lực lớn trong nhà nước Liban trong những năm gần đây. Mỹ và một số chính phủ phương Tây có Hezbollah là tổ chức khủng bố. Hezbollah sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa chính xác và máy bay không người lái, tuyên bố có thể tấn công tất cả các khu vực của Israel. Iran cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Hezbollah. Hezbollah có quan hệ sâu sắc với Hamas, lực lượng kiểm soát giải Gaza và phong trào Hồi giáo Jihad, một phe phái khác của người Palestine được Iran hậu thuẫn. Sau vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, Israel đã phong tỏa giải Gaza, cắt nguồn cung cấp điện nước đến khu vực này. Theo hãng tin AFP, việc cắt điện đã làm tê liệt các hệ thống hỗ trợ sự sống tại giải Gaza, cản trở quá trình hoạt động của nhà máy khử mặn nước biển, của các thiết bị cấp cứu tại bệnh viện. Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Ahmed Al-Manhari, cho biết giải Gaza có thể chỉ còn đủ điện nước và nhiên liệu để sử dụng trong 24 giờ. Ông Al-Manhari cũng cảnh báo nếu viện trợ không được phép vào vùng lãnh thổ này, các bác sĩ sẽ phải chuẩn bị giấy chứng tử cho các bệnh nhân mà họ đang chăm sóc. Theo ông Al-Manhari, giải Gaza đang bị đẩy đi đến một thảm họa thực sự. Theo đài CNN, hàng tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân giải Gaza đang bị chất đóng tại cửa khẩu Rafah, cửa khẩu ở phía nam giải Gaza, nối khu vực này với Ai Cập. Ngày 16 tháng 10, Hamas kêu gọi Ai Cập mở cửa khẩu Rafah để nguồn viện trợ có thể vào giải Gaza và những người bị thương có thể được đưa đi điều trị. Nhiều nước và tổ chức quốc tế cũng đề nghị Israel và Ai Cập cho phép hàng viện trợ vào giải Gaza. hai cổ động viên Thụy Điển bị bán chết. Hàng ngàn người không thể rời sân bóng vì lý do an ninh, trong khi trận đấu tâm điểm của vòng loại Euro 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển đã bị hủy bỏ sau hiệp 1. Đây là những gì diễn ra tại Brussels vào đêm qua. Trước giờ bóng lăn, một vụ nổ súng đã xảy ra gần khu Boulevard Yapet, phía bắc trung tâm thành phố Brussels và cách sân King Baudouin, nơi trận đấu diễn ra gần 5 km. Hai nạn nhân là những người mặc áo đội tuyển Thụy Điển. Theo những nhân chứng, nhiều khả năng hai cổ động viên số số này trên đường đến sân cổ vũ đội nhà thì bị tấn công bằng súng. Những người chứng kiến cho biết, tay súng mặc áo màu cam. Trung tâm khủng hoảng quốc gia của Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất ở Bruxelles và thứ hai trên khắp đất nước. Những gì xảy ra bên ngoài sân bóng cũng khiến trận Bỉ Thụy Điển bị ảnh hưởng nặng nề. Sân bóng được đóng cửa trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. UEFA đưa ra thông báo trận đấu vòng loại Euro 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển sẽ bị hủy bỏ. Chờ thông tin tiếp theo. Những thông tin trên đã kết thúc nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.